Hello, xin chào các bạn, mình là thầy Phong Hai Nốt và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm học thanh nhạc làm sao cho đúng. Mình nghĩ là cái chủ đề này sẽ giúp ích được rất nhiều cho những bạn đam mê ca hát, muốn học thanh nhạc hay muốn phát triển cái sự nghiệp ca hát của mình thì có một cái góc nhìn đúng để mình trau dồi cái kỹ năng thanh nhạc hoặc là giọng hát tốt hơn. Ok, và sau đây mình sẽ chia sẻ ba cách. Ok, và cách thứ nhất đó là kỹ thuật thanh nhạc giúp chúng ta điều gì? Đầu tiên chúng ta khi mà học thanh nhạc thì chúng ta phải hình dung được điều đó đúng không? Có bao giờ các bạn tự đặt câu hỏi cho mình không? Kỹ thuật thanh nhạc giúp chúng ta điều gì? Và nó phải đúng nha. Thì kỹ thuật thanh nhạc là giúp chúng ta tạo nên một cái âm thanh hay khi hát. Một cái âm thanh hay khi hát. Mà âm thanh hay khi hát nó là gì? Đó là một hơi thở đúng, một khoảng vang đúng và một lực hát đúng. Đó, rất là quan trọng. Trong việc ca hát chúng ta cần nhớ về ba yếu tố này rất nhiều. Hạn chế chúng ta quá nhiều nhớ những cái kỹ thuật thanh nhạc, những cái tên gọi mang tính chất hàn lâm học quá nhiều, nó khiến cho chúng ta hoang mang, chúng ta không biết là chúng ta cần phải tập trung vào điều gì. Thì để tạo kỹ thuật thanh nhạc và giúp chúng ta tạo nên một âm thanh hay, các bạn nhớ điều này nha, chứ chưa phải nó là tuyệt đối, nhưng mà nó sẽ tạo nên chúng ta tạo ra một âm thanh hay. Nếu như các bạn học kỹ thuật thanh nhạc mà các bạn chưa tạo ra một âm thanh hay thì các bạn nên suy nghĩ lại thật là kỹ. Và để tạo nên một âm thanh hay, chúng ta có 3 bước để chúng ta 3 cách tập luyện. 3 cách này. Và làm nó vào là 3 kỹ thuật đi. Ok, 3 kỹ thuật hay hợp lý hơn. Thì nó sẽ tạo nên một âm thanh hay, đó là hơi thở đúng, khoảng vang đúng và một lực hát đúng. Ok ha. Hơi thở, khoảng vang và lực hát. Tất cả là phải đúng nha. Nhớ điều này nha, chứ có sai một cái là coi như là xong luôn đó. Thì cái thứ nhất là các bạn nhớ để ý, khi mà các bạn nhận thức được thì các bạn sẽ tập luyện nó dễ lắm, học tập nó cũng dễ nữa. Để chúng ta sàng lọc ra cái nào nên học và cái nào hạn chế học và cái nào không nên học luôn, để đỡ mất thời gian của mình và việc tập luyện và việc tập trung của mình vào trong việc học tập và trau dồi nó sẽ dễ hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Ok. Và cái bước thứ hai, cái kinh nghiệm thứ hai là hãy tập luyện từng bước và từ từ thôi. Ok. Thường thì chúng ta hay bị vội vã, và sau đây chúng ta sẽ nói, mình sẽ giới thiệu cho các bạn là tập luyện từng bước và từ từ là như thế nào. Thì bước 1 á là chúng ta hãy khám phá giọng hát của mình. Đúng không? Đầu tiên là phải khám phá ra được cái giọng hát của mình. Cái bước thứ hai là hòa mình với thể loại âm nhạc phù hợp. Phải hòa mình được với thể loại âm nhạc phù hợp. Nói chung là mình sẽ chọn ra được cái thể loại âm nhạc nào phù hợp với mình. Đó, phù hợp là như thế nào, chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vô mình trao đổi. Và thứ ba là khắc phục nhược điểm. Thứ ba, khắc phục nhược điểm và vượt qua giới hạn, mình phải đi đúng 3 bước này. Thì đó là cái việc tập luyện của nó. Thứ nhất là đúng, và thứ hai là từ từ theo đúng công thức của nó, chứ đừng có vội vàng đùng vô một cái là chúng ta tập những cái nốt cao hay là gì đó, nó chưa chính xác. Chúng ta phải đi từng bước từng bước từng bước. Bước 1 là khám phá giọng hát của mình. Bước thứ hai là tìm ra một cái thể loại phù hợp, âm nhạc phù hợp với mình. Ở thứ ba là khắc phục các nhược điểm và vượt qua giới hạn. Đó là 3 bước đó. Ok, thì khám phá giọng hát của mình là gì? Khám phá giọng hát của mình là đầu tiên là mình phải khám phá xem là cái giọng của mình nó thuộc cái loại giọng gì, đúng không? Giọng cao, giọng trung hay là giọng trầm. Đó, cao, trung và trầm. Cái này các bạn nghiên cứu trên mạng hoặc là có thể xem trên video của mình có hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ cho các bạn cách để tìm ra giọng cao, giọng trung, giọng trầm ở trên kênh của mình á. Các bạn lục lại cái video đó mà coi nha. Ok. Ok, thứ hai là các bạn để khám phá giọng hát của mình á thì các bạn phải tìm được cái thể loại nào phù hợp với mình. Ví dụ như mình là đừng mình hát cái giọng của mình nó hát hợp với nhạc buồn, hợp với nhạc vui, hay là hợp với nhạc nào kịch tính. Nhạc buồn là sao? Nhạc buồn ví dụ như là dòng nhạc bolero nè, đó, nhạc ballad nè, đó, nhạc buồn, thấy không? Nhạc bolero, nhạc các bạn biết là đúng không? Nhạc ballad là những cái nhạc của ca sĩ trẻ hiện nay, giống như là Hoài Lâm, Bùi Anh Tuấn, Hương Tràm, là đó, ví dụ vậy. Hà Minzy đó, những ca sĩ trẻ hiện nay là hát nhạc ballad rất nhiều. Rồi,
Và nhạc vui, nhạc vui giống như nhạc pop nè, nhạc funky nè, nhạc pop có pop ballad, có pop buồn ha, nhưng mà nhạc pop là thuộc dạng là nhạc sôi nổi á. Nhạc funky nè, nhạc dance đó, EDM đó. Ok. Rồi. Thể loại thứ ba là nhạc kịch tính, là nhạc hip hop nè, đó ngầu gấu, nhạc cách mạng hào hùng, nhạc rock, nhạc rap là ví dụ vậy đó, nên cái nó mang tới rất kịch tính, ngầu á. Đó thì cái đó là mình sẽ chọn, mình chọn cái thể loại nào nó phù hợp với mình. Mình ví dụ cho các bạn như vậy để các bạn có thể hình dung và lựa cho mình những cái thể loại nào phù hợp với cái giọng. À. Và thứ ba là trong việc khám phá giọng hát á, thì có ba bước là giọng mình thuộc loại giọng gì, cao trung trầm. Ok. Thứ hai là phù hợp thể loại nào, nhạc buồn, nhạc vui, nhạc kịch tính. Và cái thứ ba trong khám phá giọng hát đó là nhược điểm của giọng hát mình là gì. Mình phải biết được nhược điểm. Ví dụ như là giọng mình hát cao không được bởi vì giọng mình thuộc giọng trung và trầm đó, ví dụ vậy. Hay là hát nhạc vui không được, hoặc là nhạc buồn không được bởi vì giọng của mình nó buồn quá mà kêu mình hát nhạc vui nó không vô, hoặc là vui quá kêu hát nhạc buồn nó không vô, đúng không? Ví dụ vậy. Hay là nhạc mình, giọng mình khỏe quá mà hát vô mấy cái nhạc đó thì nó không có được, phải vô nhạc kịch tính này, rock rap gì đó thì nó mới thể hiện được cái cá tính của mình đó. Ví dụ vậy, mình phải tìm ra được cái nhược điểm đó. Sau khi mình tìm cái ưu điểm rồi, thuộc loại động gì rồi phù hợp với thể loại nào, thì bắt đầu mình sẽ tìm ra cái nhược điểm. À, hoặc là nhược điểm của mình ví dụ như rất là cơ bản, rất là thường là mình nghe nhạc không được, nghe nhạc vô nhịp không được, hay là hát không đúng cao độ, sao ai cũng chê mình hát không đúng cao độ, ví dụ vậy. Thì có cái nhược điểm rồi đó, thì chúng ta hiểu được bản thân của mình, chúng ta khám phá được cái giọng hát của mình là ok đó các bạn. Xong bước 1 rồi đó. Cái bước thứ hai là chúng ta sẽ tạo cái niềm vui của mình, tạo năng lượng của mình, tạo năng lượng, tạo động lực cho mình bằng cách là chúng ta hòa mình với cái thể loại âm nhạc phù hợp. À, chúng ta đã tìm ra thể loại âm nhạc là phù hợp rồi, chúng ta tìm ra giọng chúng ta phù hợp rồi, thì bắt buộc chúng ta sẽ hòa mình với thể loại đó. Chúng ta chọn những cái bài hát nó phù hợp, cao độ cũng phù hợp luôn. Rồi, chúng ta tìm niềm vui trong ca hát nè, chúng ta tạo nên, khi mà chúng ta hòa mình với cái âm nhạc phù hợp á, thì chúng ta dễ dàng thành công để tạo nên cái sự say mê khi ca hát. Cái vấn đề này các bạn gặp rất là nhiều, khi mà chưa gì hết đâm đầu vô những cái thể loại âm nhạc rất là khó và nó khiến cho mình sợ và mình bắt đầu mình sẽ ngán ngẩm đi, bắt đầu mình không còn sự say mê nữa. Vậy thì cái bước thứ hai á, đó, hòa mình với thể loại âm nhạc phù hợp để giúp chúng ta thành công và dễ dàng tạo nên nhiều cái sự say mê hơn trong việc ca hát của mình, thì cái đó là cái bước thành công rồi đó các bạn. Và thứ ba là chúng ta tạo nên cái thói quen hát rất là thoải mái, và đó là cái điều mà chúng ta dễ thực hiện nhất, dễ ca hát nhất. Đó thì chúng ta hát cái thể loại mà nó phù hợp giọng hát, phù hợp thể loại, thì chúng ta cảm thấy nó dễ dàng hát lắm, bởi vì nó thuộc về mình rồi. Đó thì cái đó là hai yếu tố, hai bước trong việc là tập luyện từ từ, từng bước thôi. Thì bước 1 là khám phá giọng hát. Cái bước thứ hai là sau khi khám phá được rồi, hiểu được ưu và nhược điểm rồi, thì mình sẽ tìm được cái, mình sẽ hòa mình vào cái thể loại âm nhạc phù hợp. Đó thì chúng ta sẽ có bước 1, bước 2. Bây giờ tới bước thứ 3 là khắc phục các nhược điểm và vượt qua giới hạn bản thân. Cái này là mình nghĩ các bạn sẽ rất là thích, rất là muốn. Tại vì khi mà học thì ai cũng muốn mình tiến bộ. Thì cái sự tiến bộ ở đây nó là việc chúng ta khắc phục được nhược điểm và vượt qua giới hạn. Đó. Chỉ khi chúng ta nhận thức được sự thành công là việc phải vượt qua giới hạn của mình, thì lúc đó chính thức chúng ta mới thành công. Đó. Thì chúng ta đến bước thứ 3 là chúng ta bắt đầu là chúng ta gặp nhiều những khó khăn để chúng ta có thể vượt qua được giới hạn của mình và chúng ta đi đến thành công. Đó, bước thứ 3 là cái bước rất là gian nan nhưng mà rất là thú vị. Mình thấy mình khi mà mình đi dạy nhiều nơi á, thì mình thấy học viên của mình rất thích điều đó, thích khám phá bản thân lắm. Đó là một cái niềm vui, đúng không? Và ai cũng thường sợ hãi và tránh né khi gặp khó khăn,
Nhưng các bạn biết đó, trong cuộc sống này, thành công luôn tạo ra từ một quá trình chúng ta liên tục vượt qua giới hạn và thử thách để ngày càng hoàn thiện bản thân của mình hơn. Đúng không? Là một cái quá trình thành công, là một cái quá trình mà luôn vượt qua giới hạn và thử thách để ngày càng hoàn thiện bản thân của mình hơn. Đó là cái bước 3 của mình, khắc phục nhược điểm và vượt qua giới hạn. Thì chúng ta có 3 bước mà cần phải tập luyện rất từ từ, theo đúng bước của nó thì nó dễ dàng tạo nên thành công. Và nó có một công thức và chúng ta hình dung được. Thứ nhất là bước 1 là đầu tiên học là phải khám phá giọng hát của mình. Đừng có đùng vô một cái là vừa nhảy lên bước 3 là khắc phục nhược điểm vượt qua giới hạn là chết. Cái bước thứ hai là hòa mình với cái thể loại nào nó phù hợp, phải ráng tìm ra cái thể loại phù hợp và hát cái thể loại phù hợp nó thật là tốt đi. Rồi xong đó mình khắc phục nhược điểm sao? Là tới bước thứ ba là khắc phục nhược điểm và vượt qua giới hạn. Thì nó sẽ tạo nên động lực, tạo nên niềm vui và tạo nên sự thành công cho chúng ta và phát triển cái sự say mê đó từng ngày từng ngày. Và kinh nghiệm thứ ba, hồi nãy là hai kinh nghiệm đúng không? Kinh nghiệm thứ nhất là kỹ thuật thanh nhạc giúp chúng ta điều gì? À, cái thứ hai là hãy tập luyện từng bước và từ từ. À, và cái thứ ba là đừng phá giọng khi luyện tập thanh nhạc. Ok, đừng phá giọng. À, tại sao gọi là phá giọng khi luyện tập thanh nhạc? Đó, luyện thanh nhạc là để bảo vệ cái giọng hát của mình. Học thanh nhạc là để bảo vệ. Học thanh nhạc là biết điều khiển, tạo nên kỹ năng giúp cho chúng ta tạo nên một cái âm thanh. Mà cái âm thanh đó nó đầu tiên nó phải hay, rồi thứ hai là nó phải được duy trì cái hay đó qua năm, qua tháng, nhiều năm, nhiều tháng, và nó không có bị hư. Bộ máy âm thanh của chúng ta, học thanh nhạc là điều khiển và bảo vệ âm thanh của mình. Thì mình có những cái lưu ý, thì thường các bạn hay học thanh nhạc, các bạn hay gào gống lên rồi hát khỏe, khoe giọng. Thật sự là nó chưa hay nếu mà các bạn khoe giọng. Và thứ hai là các bạn gào lên mà các bạn không có kỹ thuật giữ giọng thì các bạn sẽ bị mất giọng, viêm họng, đau họng và tạo nên nỗi ám ảnh khi lên nốt cao. Rất là nguy hiểm nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý sau đây. Lưu ý thứ nhất là luyện kỹ thuật thanh nhạc á, phải luôn nhẹ nhàng và điều khiển hơi thở cùng với lực hát, điều khiển cái hơi thở cùng với cái lực hát cùng với khoảng vang, ba cái nha, thật khéo léo để tránh làm tổn thương cái giọng hát của mình, cụ thể là cái thanh quản. Nó sẽ làm chúng ta bị mất giọng, viêm họng. Đó, lưu ý thứ nhất cực kỳ quan trọng, phải luôn nhẹ nhàng điều khiển hơi thở cùng lực hát cùng khoảng vang, ba cái thật là hòa hợp và khéo léo lại để tránh làm tổn thương thanh quản. Các bạn để ý kỹ nha, chỉ cần sai một ly là đi một giọng. Ok, lưu ý thứ hai là những bài hát có quản giọng, tập những cái bài hát có quãng giọng vừa với giọng mình hoặc có thể là hơn một tí để tạo nên cảm giác gọi là phấn đấu hơn một tí thôi, ví dụ như một nốt, hai nốt thôi. Trời ơi, có bạn quốc lần một lần một tập một bài hát 4-5 nốt, 5-6 nốt thì nó cao quá, cái nốt nhạc nó cao quá, nó không phù hợp với mình. Đừng có vội vàng khi mà hát những bài nhạc quá cao. Vì vậy lý do tại sao mình nói là phải khám phá giọng hát của mình trước, để xem giọng hát của mình hát tới đâu, phù hợp với cao độ nào, thì lúc đó mình sẽ chọn mấy cái bài hát nó phù hợp với giọng mình một chút. Đừng có tập ẩu, tập vội, quên đi cái bước thứ hai là bước tập luyện từ từ, cụ thể là khám phá giọng hát thì thua. Và đó, thì tiếp theo là nhớ nha, lựa chọn một cái bài hát có quãng giọng vừa với mình hoặc cao hơn 1-2 nốt thì thôi, tối đa là 1-2 nốt vừa với quãng giọng là tốt nhất. Rồi tiếp theo, lưu ý thứ ba là khi bạn tập luyện mà thường xuyên bị viêm họng, hát khó hát càng luyện thanh nhạc mà càng thấy mình khó hát, càng bị mất tự tin á, thì nên dừng lại và tìm kiếm những chuyên gia thanh nhạc giúp mình định hướng lại phương pháp tập cho hiệu quả hơn. Ok nha. Vì bộ môn thanh nhạc rất đặc biệt, các bạn để ý, mỗi học viên đi học đều phải có những cách hướng dẫn khác nhau, vì không thể sử dụng một phương pháp chung cho tất cả mọi người được. Không thể sử dụng một phương pháp chung cho tất cả mọi người được.
Thì cái giá trị và cái độ khó của cái bộ môn này nó nằm ở đó. Ok ha. Thì các bạn để ý lại là khi chúng ta có vấn đề về giọng hát, khi luyện thanh mà 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm mà giọng chúng ta càng ngày càng yếu đi, khó hát, viêm họng thường, đau họng, viêm họng thường xuyên, hoặc là mất tự tin trong việc ca hát, thì các bạn phải tìm kiếm các chuyên gia hướng dẫn, định hướng lại để tập làm sao cho nó đúng. Tôi nói chắc chắn các bạn tập sai nếu như các bạn có triệu chứng đó. Càng lên cao có vấn đề, giọng mình càng ngày càng khó hát và mình bị mất tự tin trong việc ca hát. Oh my god, thật khủng khiếp khi gặp điều đó. Thật khủng khiếp khi gặp điều đó. Và điều đó là nếu như mà mình gặp phải đó, thì thật sự đó là một mối nguy hiểm đối với cái việc việc luyện tập của mình, và khiến cho mình có thể mất luôn niềm tin trong việc theo đuổi nghề nghiệp cá nhân. Thì tôi khuyên các bạn, không chỉ là những bạn chỉ mới bắt đầu, hoặc là những bạn theo con đường chuyên nghiệp, hoặc là các bạn ca sĩ chuyên nghiệp cũng vậy. Nếu như có tình trạng đó, khi càng luyện tập giọng hát của mình nó càng ngày nó càng có vấn đề, và mình thường xuyên bị viêm họng, mình không có tự tin mình ca hát, mà niềm tin trong việc ca hát của mình càng ngày càng giảm sút, thì hãy tìm đến những chuyên gia và giúp bạn cải thiện. Ngoài mặt kỹ thuật ra thì những chuyên gia đó sẽ giúp các bạn cải thiện về mặt tâm hồn nữa, để cho các bạn hiểu hơn về âm nhạc, hiểu hơn về ca hát, và hiểu hơn về làm sao để chúng ta có thể không chỉ là hát được bài hát đó, đúng không, mà chúng ta còn phải hát hay nữa, và chúng ta phải tự tin vào bản thân của mình và xây dựng. Các thầy cô sẽ giúp các bạn xây dựng một cái niềm tin và những cái định hướng rất cụ thể. Đó là điều mà lời khuyên, cái lưu ý thứ ba trong việc tập luyện ca hát, đó là đừng phá giọng khi luyện thanh. Thì có ba cái lưu ý đó. Thì đây là những cái chia sẻ mà thật lòng, rất là thật lòng và rất là chân thành. Mình cũng muốn cái video này nó đến với những cái bạn đam mê ca hát, và nhất là những bạn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, chuyên sâu, hoặc là những bạn ca sĩ, nghệ sĩ. Nếu như các bạn gặp những cái vấn đề hay những cái khó khăn nào trong việc ca hát, thì cái video này có thể giúp ích các bạn tìm ra được một cái góc nhìn, một cái định hướng, và giúp cho các bạn có thể phát triển bản thân dễ dàng hơn trong việc tập luyện thanh nhạc và theo đuổi cái nghề nghiệp ca hát của mình một cách trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Ok, video khá dài rồi. Chúc các bạn sẽ thành công và thật vui vẻ, và hát hay hơn và hạnh phúc trong việc ca hát của mình. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.